Cô chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta đến với phần chữa bài của buổi số 234 và giao bài của buổi số 235. Chúng ta sẽ đến với những động từ hay gặp, động từ quen thuộc. Những động từ quen thuộc của buổi học ngày hôm nay. Vậy chúng ta sẽ đến với câu số 1. Anh ấy thích phim kinh dị. Các bạn cho cô đáp án nào. Quá dễ luôn. Người ta có chủ ngữ anh ấy, he likes, nhớ chữ động từ hiện tại đơn nhé. He likes horrible films. Phim kinh dị sẽ là horrible films. Với chủ ngữ là he, động từ likes, ta nhớ thêm s. He likes horrible films. Câu 2. Cô ấy thích truyện tranh. Vậy ta có chủ ngữ cô ấy, she likes comic books. Động từ like, các bạn nhớ chữ động từ thêm s. She likes comic books. Câu 3. Chúng tôi thích bóng đá. Vậy các bạn cho cô đáp án nào. Chúng ta có we like football. Chủ ngữ là we, động từ ta giữ nguyên ở hiện tại đơn. We like football. Câu 4. Họ thích đồ ăn nhanh. Các bạn cho cô đáp án xuống và bình luận nhé.
Vậy ta có chủ ngữ họ they like fast food. Chủ ngữ là chủ ngữ số nhiều, là chủ ngữ they thì động từ ta giữ nguyên. They like fast food. Và câu 5. Nó thích kẹo. Vậy ta có chủ ngữ nó, it likes candies. Với chủ ngữ là it, động từ likes, chúng ta nhớ thêm s nhé. It likes candies. Vậy ngày hôm nay chúng ta đến với động từ đầu tiên chúng ta hay gặp, đó là động từ like. Với chủ ngữ số ít, chúng ta nhớ thêm s ở hiện tại đơn, và chủ ngữ số nhiều thì các bạn sẽ giữ nguyên nhé. Rồi, các bạn còn câu nào chưa làm được thì chữa bài vào giúp cô. Chúng ta đến với phần ra bài của bài học ngày mai. Chúng ta sẽ đến với to be fond of, có nghĩa là thích điều gì đó, giống với like. Vậy các bạn sẽ chữa lại bài và chép bài tập về nhà để ngày mai chúng ta chữa bài nhé.